Thưa quý vị, tiếp theo đây chương trình văn nghệ sẽ được tiếp nối với em Nhã Vân, Emily Nhã Vân. Xin mời Emily Nhã Vân lên đây. Hôm nay đây là tiết mục đặc biệt thưa quý vị, vì lý do là hồi năm ngoái, hai năm trước chúng ta thấy Nhã Vân cỡ như vậy thôi, hay mấy năm trước, tí nữa thôi quý vị. Theo ban văn nghệ từ năm 5 tuổi tới giờ quý vị, năm nay cô vừa 18 tuổi. Quý vị thấy là trong một quá trình rất là dài, 13, 14 năm theo đuổi ban văn nghệ, mà hôm nay Nhã Vân bắt đầu đã trưởng thành thành một thiếu nữ rất là đẹp gái, rất là xinh, đúng với danh hiệu là gái Bắc Ninh quý vị. Và xin quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn để ủng hộ cho em Emily Nhã Vân với tiết mục Cô Đôi Thượng Ngàn. Một lần nữa xin quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn ạ. Hãy subscribe.
đẹp quá. Cháu một tràng pháo tay thật lớn. Thưa quý vị, tôi nghĩ hôm nay có nghĩa là cái bài tiết mục vừa rồi của bà Emily Nhã Vân là một tiết mục rất đặc biệt phải không quý vị? Quý vị có đồng ý như thế không ạ? Xin quý vị cho em Ban Đặc Hồng và Nhã Vân một tràng pháo tay thật lớn để cổ vũ tinh thần cho năm tới em sẽ trở lại.